Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Theo trang Worldometer, hôm nay số người nhiễm và tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vẫn tiếp tục tăng. Các quốc gia có số ca nhiễm mới tăng thêm từ 3 đến 5 ngàn, gồm Tây Ban Nha, Anh, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Italy. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số người nhiễm và số người tử vong vì dịch COVID-19 số ca nhiễm tại Mỹ đã trên 846.000 người và số người tử vong do dịch COVID-19 đã hơn 47.500 người. Tây Ban Nha đứng thứ hai sau Mỹ về số người nhiễm, hiện đã vượt trên 208.000 người nhiễm. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến 6 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2020, cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 2.632.532 người. Số ca tử vong là 183.866 người. Số ca chữa khỏi là 716.877 người. Tại Việt Nam, đến 6 giờ sáng nay, không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào trong hơn 6 ngày liên tiếp. Như vậy, đến thời điểm này, số người nhiễm tại Việt Nam là 268 người. Số ca tử vong là không có. Số ca chữa khỏi là 223 người. Như vậy, số ca bình phục đã chiếm 83%. Còn tại Tây Ninh, Bệnh nhân thứ 252 là bé trai 6 tuổi, chiều ngày 22 tháng 4 đã được công bố khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện. Bệnh nhân sẽ thực hiện cách ly tiếp tục 14 ngày theo quy định tại nơi cư trú. Như vậy, tính đến thời điểm này tại Tây Ninh, số người nhiễm là 3 người, số ca tử vong là không có. Số ca chữa khỏi là 3 người. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã nhấn mạnh, dù tình hình dịch bệnh đã tốt lên, nhưng chúng ta không được chủ quan bởi thực tế chống dịch ở nhiều nước đã cho thấy nếu chủ quan sẽ rất dễ vỡ trận